chúng ta có thể thua một trận chiến để thắng cả một cuộc chiến nhưng đó là đúng với những trận chiến trong lịch sử còn trong nền bóng đá hiện đại đối với ngữ cảnh hiện tại của đội tuyển quốc gia việt nam chúng ta không thể thua bất kỳ một trận chiến nào nữa và đặc biệt hai trận chiến sắp tới với indo bắt buộc chúng ta phải toàn thắng hai trận dù tin hay không để tiếp tục đi vào vòng 3 World Cup thì chúng ta bắt buộc phải thắng Indo hai trận. Còn cái trận đá với Philippines và Iraq, hai trận đó không phải là hai trận quyết định, nhưng chúng ta vượt qua được cái cửa Indo chứng tỏ là chúng ta đã đủ sức thuyết phục. Còn lại chúng ta có thể duy trì một kết quả hòa với Iraq và chúng ta thắng Philippines không phải là chuyện quá khó. Và liệu điều này có thể trở thành hiện thực hay không? Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Trọng Tài Online Chúng ta phải nhìn rõ một điều như thế này Liên đoàn bóng đá Indonesia BSSI Họ ồ ạt nhập tịch một loạt các cầu thủ đến từ Hà Lan và Mỹ Có dòng máu Indonesia Đủ để thấy rõ quyết tâm của họ Không chỉ là đã thắng Việt Nam chúng ta hai trận Mà họ muốn sử dụng cái đội hình này trong tương lai ở những giải đấu tiếp theo và điều này chỉ có thể đạt được nếu như họ giành chiến thắng trước chúng ta luôn cả hai trận thì từ đó họ sẽ không rơi vào vết xe đổ của philippines của singapore của malaysia và nếu với cái đội hình này mà họ thành công vang dội trước việt nam của chúng ta thì thái lan coi chừng cũng sẽ mất ngôi đầu bảng anh cả đông nam á rơi vào tay indonesia chứ không đùa và bây giờ chúng ta hãy xem Huấn luyện viên Sintayang cùng liên đoàn bóng đá Indonesia Họ đã tung ra một cái đội hình với sự góp mặt của các cầu thủ nào Và đây là 11 cầu thủ nhập tịch của Indonesia Dưới đây chúng ta thấy hầu hết là những lá cờ của Hà Lan Trong đó có lá cờ Thái Lan, một lá cờ Tây Ban Nha và một lá cờ của Bỉ Chuyện gì xảy ra? Nếu trong đội hình chính thức mà ông Sintayang tung ra để đấu với Việt Nam trong cả hai hiệp và vấn đề quan trọng là liên đoàn bóng đá Indo Người hâm mộ Indo lẫn ông Shin Tae Yang Họ không quan tâm là các cổ động viên của các đội bóng Đông Nam Á khác mỉa mai họ như thế nào Tại sao đất nước hơn 300 triệu dân lại không lấy ra những cầu thủ tài năng để đá với một đội bóng như Việt Nam Mà phải đi nhập tịch quá nhiều Trong khi Việt Nam chỉ mới nhập tịch chỉ có Philip Nguyễn thôi và điều này nếu đem ra để tranh luận thì không ai thắng không ai thua và quan trọng là Indonesia họ quyết tâm rất cao độ và chúng ta hãy xem sự quyết tâm của họ thể hiện như thế này nè. Và bây giờ chúng ta hãy xem họ quyết tâm đến mức độ như thế này. Liên đoàn bóng đá Indonesia BSSI kịp bổ sung 3 cầu thủ ngoại gồm Martin BS 25 tuổi ở vị trí thủ môn, Tom Haye 29 tuổi ở vị trí tiền vệ và Ratna Orat Mangoin 26 tuổi ở vị trí tiền đạo. Ba cầu thủ gốc Hà Lan này đã trải qua buổi phỏng vấn nhập tịch trực tuyến với các cơ quan thuộc Hạ viện Indo. Cả ba đều đã được đồng ý nhập tịch Indo. Kế hoạch tuyên thệ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3. Kế hoạch tuyên thệ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3, tức là ngày hôm qua. Hôm nay đã là ngày 13 tháng 3. Như vậy, chắc chắn họ sẽ có mặt trong đội hình chính của Indonesia. Còn nói thêm theo quy định của FIFA Muốn nhất là vào ngày 13 tháng 3 Các đội sẽ phải gửi danh sách sơ bộ thi đấu Vòng loại World Cup 2026 Thêm vào đó Ngày 12 tháng 3 là ngày nghỉ lễ toàn quốc của Indo Vậy nên để xúc tiến câu chuyện này Một cách nhanh chóng và ổn thỏa BS Haye và Orat Manquen Sẽ được Indonesia Sắp xếp bằng chuyên cơ Để đưa từ Mỹ Châu Âu đến Indo vào ngày 11 tháng 3 Quý vị thấy hệt Chịu chơi, chịu chi đến mức độ như vậy là chúng ta thấy cái khát khao và quyết tâm của họ gấp 10 lần so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta rồi. Điều đó chúng ta phải thừa nhận. Tới ngày 12 tháng 3 thì cơ quan chức năng chính phủ đồng ý không nghỉ lễ để phục vụ ba cầu thủ này hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ngay sau đó chuyên cơ sẽ chuyển ba cầu thủ này trở về để thi đấu cho các câu lạc bộ chủ quản có một khán giả đưa ra một cái bình luận mà mình thấy rằng nó hơi phản cảm đội tuyển indonesia bây giờ phải biết ơn hà lan vì ngày xưa đã xâm lược indo nên mới có nhiều cầu thủ con lai như vậy chúng ta bình luận như vậy thì người hâm mộ indo họ sẽ không phục bởi vì sao bởi vì chúng ta cũng đã từng bị đế quốc mỹ thực dân pháp xâm lược và chúng ta cũng có đầy những người con lai chúng ta phải thừa nhận như vậy mình nghĩ rằng cái câu bình luận này nó hơi đi xa rời thực tế Và có thể nó gây ra một cái sự phản ứng Đối với người hâm mộ Indo Và nếu như họ quật ngược lại Họ hỏi một câu là Ủa thế Việt Nam hồi xưa không có bị đất nước nào xâm lược à? à Thì lúc này chúng ta trả lời sao Ủa Việt Nam chúng ta không có con lai à Chúng ta cũng có đây Nhưng mà vấn đề để tìm kiếm những người con lai Đang đá tại các câu lạc bộ Ở châu Âu, ở Mỹ Thì có thể là con số nó không nhiều bằng đội tuyển Indo đó chúng ta có thể là nói như vậy thì thì nó sẽ hợp lý hơn indonesia đang đánh mất bản sắc indo thật đáng thất vọng mình đã nói rồi người indo ông huấn luyện viên liên đoàn bóng đá indo người ta không quan trọng người ta không đặt nặng vấn đề này giống như một quốc gia nào đó mà người ta chỉ quan trọng là gì đây là thời điểm cần phải có những chiến lược khác những cách tiếp cận khác để đưa một đội bóng đi lên người ta không còn quan trọng Cầu thủ đó phải có 100% dòng máu Indo mà chỉ cần một nửa thôi và thậm chí sau này người ta ồ ạt nhập tịch thêm một số ngoại binh để mục tiêu không phải để chiến thắng Việt Nam hai trận này không hay là để đá một vài trận ở vòng loại World Cup không mà người ta tranh giành cái ngôi đầu bảng anh cả Đông Nam Á, người ta muốn đánh bại luôn cả Thái Lan và lọt vào trong top đội bóng xuất sắc nhất châu Á. Và có thể họ sẽ đá ngang ngửa với Iran, ngang ngửa với Nhật Bản và Hàn Quốc trong tương lai. Nếu đội hình các cầu thủ nhập tịch của Indo này Họ chiến đấu một cách đoàn kết với một người huấn luyện viên tài năng Thì khả năng Indo vượt qua cả Thái Lan luôn là chuyện sớm muộn Và họ có thể sẽ ngang tài ngang sức với Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran Nếu như họ đồng loạt nâng cấp các giải ở Indonesia League Lên một cái tầm cao mới ngang bằng với Hàn Quốc và Nhật Bản Thì tương lai không xa Indo có thể đứng đầu ngôi vị Đông Nam Á chứ không phải là vừa đâu quý vị. Mình đang nói là với điều kiện Indo nâng cấp toàn diện ở các giải đấu nội địa nhưng có vẻ Indo họ không quá bận tâm về vấn đề những giải đấu nội địa mà họ muốn tạo ra một con đường tắt nhanh hơn, họ muốn vượt qua cả Thái Lan, vượt qua cả Việt và tiến tới ngôi vị anh cả Đông Nam Á và lọt vào trong top danh sách 10 đội bóng xuất sắc nhất châu á để rồi ở những giải đấu lớn họ đều được fifa kêu gọi lên thi đấu nếu như họ giành chiến thắng vang dội với cái đội hình nhập tịch thì từ nay trở đi họ sẽ là một đội bóng rất mạnh ở đông nam á còn nếu như họ thất bại thì họ sẽ quay trở lại vạch xuất phát Họ sẽ làm bạn với Philippines Họ sẽ làm bạn với Malaysia Và họ sẽ làm bạn với Singapore Bởi vì những quốc gia đó cũng đã từng nhập tịch Và thậm chí họ làm bạn luôn với Trung Quốc Còn Việt Nam chúng ta Sẽ tiếp tục tranh ngôi đầu bảng với Với ai? Với Thái Lan Có một khán giả bình luận như thế này Với đội hình này của Indo Họ có thể thắng luôn cả Hàn Quốc Nhưng mà nếu như là ông huấn luyện viên Shin tae thì mình chưa chắc một ông huấn luyện viên khác tài năng hơn ông Shin thì mình nghĩ với đội hình này khả năng họ đã ngang ngửa và thậm chí thắng luôn Hàn Quốc là có cho nên mới nhìn lại đội hình của đội tuyển Việt Nam chúng ta chúng ta hãy so sánh nè về mức độ quyết tâm giành chiến thắng trước Indo của các tuyển thủ chúng ta là thật sự cao chưa các cụ binh lẫn các cầu thủ trẻ khát khao ở mức độ nào vấn đề quan trọng là người thầy có truyền được cái lửa đó cho họ hay không và mình nghĩ rằng người thầy philip jose có thể phải áp dụng một cái chiến thuật ngắn hạn đó là đốt thuyền một trong những lý do mà mình cho rằng cái sự quyết tâm của ông philip jose giành chiến thắng trước indo nó không thực sự cao bằng quyết tâm indo giành chiến thắng trước việt nam của chúng ta bởi vì phía indo họ đã từng thua chúng ta ở rất nhiều trận đấu ở các giải đấu trước và cao lắm là họ cầm hòa nếu như đá 5 trận thì họ sẽ cầm hòa hai trận và thua 3 trận và đây là một cái tì vết mà họ muốn bẻ gãy nó tương tự như việt nam muốn bẻ gãy cái tì vết mà chúng ta luôn đá thua thái lan ở trong những giải đấu trong quá khứ lý do thứ hai đó là ông shin ổng sẽ bằng mọi giá giành chiến thắng để khẳng định cái thương hiệu của ổng và ổng không quan trọng là có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Indo hay không bởi vì ổng đã từng nói có thể sau khi dẫn dắt Indo thành công hay thất bại ổng sẽ rời đi và tìm một đội bóng mới và rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu như ông Chintayang thì nói như vậy được còn riêng ông Philip Doze Tại sao mình nói ổng chưa thật sự toàn tâm toàn ý với hai trận đấu này là bởi vì ổng còn nghĩ tới AFF Cup, ổng còn nghĩ tới U23 vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Qatar, ổng còn nghĩ tới Olympic Paris. Các bạn chỉ còn một cơ hội duy nhất đó là bằng mọi giá phải thắng được Indo luôn cả hai trận. Theo cái kiểu mà một vị tướng đốt thuyền, đập bỏ son nồi đập bỏ hết không còn lại gì, chỉ còn một đường duy nhất đó là đánh và giành chiến thắng. Và đội tuyển Việt Nam cùng ông Philip Jose Chỉ còn một đường duy nhất là chiến Và chiến thắng Đừng suy nghĩ tới Thua keo này ta bày keo khác Và đó là cái tư duy Chuẩn bị cho sự thất bại Bởi vì sao Chúng ta lỡ thua Indo trong hai lượt trận này Thì thầy trò mình vẫn còn cơ hội Để tham gia những giải đấu khác Bởi vì thầy vẫn chưa bị sa thải đâu Các em yên tâm Đây chính là một cái tư duy rất nguy hiểm Cần phải phá bỏ nó đi Ngay lập tức để chúng ta có một quyết tâm cao độ nhất có thể So sánh một lần nữa để quý vị thấy xem Sự khát khao của người hâm mộ Indo nó cao như thế nào Và sự khát khao của người hâm mộ Việt Nam đang ở mức nào Và sự chuẩn bị của chúng ta tới đâu Về mặt truyền thông Lẫn các chuyên gia họ đánh giá như thế nào Về thực lực hai bên Và bởi vì Indo họ đã có những thành tích nhất định Dưới thời ông Shin Yong Còn Việt Nam chúng ta đã có những thành tích thất bại liên tiếp dưới thời ông philip jose và chính điều đó nó đã tạo ra những cái cảm xúc rất tiêu cực T đến từ phía người hâm mộ và đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng nếu như chúng ta muốn giành một trận thắng ít nhất trên sân mỹ đình phải chú ý tới yếu tố người hâm mộ và xin nhắc lại đến thời điểm hiện tại thì đã có bao nhiêu người đặt mua vé ủng hộ cho đội tuyển việt nam bằng cách ra sân mỹ đình xem đội tuyển việt nam thi đấu rồi và nếu như ban tổ chức VFF và tất cả những ban huấn luyện muốn sân vận động Mỹ Đình đầy ấp những khán giả Việt Nam thì bắt buộc phải giành chiến thắng trước Indo ngay tại sân nhà của họ. Thì từ đó chúng ta mới mong vé bán sạch, chảy vé luôn. Hy vọng rằng ông Philip Jose đừng bao giờ có suy nghĩ thua keo này bày keo khác nữa mà ông chỉ còn duy nhất một cái keo đó là bằng mọi giá phải chiến thắng Indo hai trận này không phàn nàn, không đổ lỗi, không trách móc, không ỷ lại, không cái gì hết. Mà chỉ có một con đường là giành chiến thắng. Người hâm mộ không quan tâm ông sử dụng cầu thủ như thế nào, chỉ còn chiến thắng và đừng rao giảng những triết lý một cách mơ hồ, hảo huyền rằng tôi đang nâng tầm bóng đá các cầu thủ đã chiến thắng trăm. Nếu các bạn muốn chỉ trích hãy chỉ trích tôi, đừng chỉ trích các cầu thủ bởi vì họ đã chơi hết mình. Các bạn phải biết điều đó, chúng tôi không cần nghe những lý thuyết suông của ông nữa mà đó là những thành tích trong ngắn hạn để rồi ông mới có cơ hội cùng với đội tuyển Việt Nam đi tới những tầm cao mới. Nếu như ông thật sự có một cái tài năng nâng tầm bóng đá đúng nghĩa thì phải cho chúng tôi thấy rằng ông làm được gì cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới. Và đừng đổ lỗi cho vấn đề là họ nhập tịch quá nhiều, hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta hãy chờ đợi xem ông Philip Jose sẽ sử dụng chiến thuật nào hay là lại lúng túng như ở giải Asian Cup và không biết bố trí cầu thủ nào ra sao. Để rồi người hâm mộ lại một lần nữa từ thất vọng này đến thất vọng khác. Thì lúc đó chúng tôi cũng không biết bằng lý lẽ nào để mà bên vực cho ông Philip Jose nữa. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tiếp theo.